Xong chưa ạ? Rồi em sẽ hỏng hết nha. Bơ ơi, xong. Mày xong rồi thôi. Phải nhiều, phải chụp nhiều. Mọi người ơi, có ai chiên cá thì liên hệ Nga đi. Chị đã muốn được cầm tay anh thôi để chụp. Không, mà đâu mọi người đâu chị, tôi chỉ xong chưa? Bây giờ các chị em mình chụp tấm hình lưu niệm phú anh Dương nè, Lắc Lơ, Xóa Nhi, Dũng Hòa Phạm, Linh, Hương, Hương Linh. Hương Linh ơi, kính thỉnh Hương Linh. Chú lên em. Ha của anh Khôi chị gì? Bạn gì áo tím nè. Em lên. Mày sinh nhật Linh Lan nha. Nhưng mà tại vì không bổn nên là sinh nhật mình. Cô đang làm gì? Tập thể ấy, em người. Mà em đứng xéo, ok thì chị chụp. Súp lơ, bị súp mi. Nhanh, thẳng trương. Nhanh, thẳng trương. Mấy bạn cao cao mình đứng xa, ví dụ như mà Lê Trung Hoàng lùn quá thì mình nên tự trọng đứng trước đi em. Chứ chiều cao của em vậy em đứng là đứng xa thấy được cái chấm tóc hay gì. Anh Trường với anh Hải lên luôn đi, anh Trường với anh Hải ơi. Anh Trường với anh Hải lên trước luôn đi anh Trường. Nhưng mà đừng có biết được qua đây chứ đứng tới qua thấy em. Hello bà Thọ nha. Lúc này mình nói welcome to bạn gọi đến cái live show của Đặng Thành Đạt. Bạn Đặng Thành Đạt cái cường không? Mời anh Cường lên luôn đi. Mời thổi lên luôn à. Ba tự trọng dỡ cái khẩu trang ra đi thôi. Rồi người ta đặt kết show làm đôi nét hay gì tưởng show thời trang hả mẹ. Tức á. Đừng tưởng tao ra Hà Nội tao dám quýnh mày nha. Bước vô luôn. Chụp đi rồi lát nó chụp thêm cũng được. Nào chụp đây. Hai bị ngáo hả? Bắn tim vào đây, bắn tim. Sàn nó điên gì vậy mấy cha? Ra mua sữa tươi uống đi đừng cho rã đồ. Mua chưa từ chưa được về. Đến buồn rồi lên chụp. Được về.
nước không mọi người? Còn ai chụp bún chụp lẻ thì cho tôi. À, Linh bảo mọi người đi xuống đi để Linh ở lại chụp một mình. Ok, cảm ơn anh chị idol nhiều ạ. Mời TV La với lại FC bằng nhau mà. Qua chụp lẻ đây anh ơi. Tao đi tìm. Chụp được cả tim đâu. Đâu mất nhỉ? Chị Linh ơi, em quay video. Không được, vấn đề là đứng thôi. Chụp xa như kiểu chụp ở dưới. Và đi ăn dưới nó cũng chụp được mà. Chụp cả cả tim luôn. Cái gì mà không có lên à, mời anh Thế Anh. Anh Ba Dạnh Tính nè à. Mời anh Thế Anh, anh Ba Dạnh Tính nè à. Lên chụp tấm hình lưu niệm cùng với Đạt và Vi Vi à. Thôi để đi. Anh Đạt ơi. Mấy anh mới tới đây, đằng sau đây này. Đằng sau đây. Đằng sau đang chụp đây này kìa mấy em. Trân trọng mời anh Thế Anh nè à. Anh Tính nè à. Anh hỏi lên đây em. Mày lên đây tao xử. Rồi anh tính và anh tính với anh nè. Không. Villa Tem chuẩn bị nha, Villa Tem Lương Quỳnh gì đó. Thôi Lương nhẹ. Thôi ai đi. Đây mà. Đây. Đây đi. Đây đi. Con ơi chuẩn bị nha. Đi Nga đâu rồi? Đi Nga Trần đi về à. Villa Tem mày là các kiểm diễn viên với lại ba Ok, Team Villa. Team Villa. Team Villa. Hương. Linh. Nhà anh Linh nhỏ. Lương. Quỳnh. Bước qua nhanh lên tranh thủ. Đánh kết xô đã còn đi với khách mời. Hoàng. Cậu mắt cha. Hai đồ cậu mắt cha còn đây không à? Mi đi. Mi. Thôi 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 đi. Cậu mắt cha đi toilet rồi ba tôi biết rồi. Mi xuống đây đường cho anh phải làm villa. Đây này. Anh phải làm đây này. Đây là em gái anh thôi. Bạch cô nương đây là khách hàng. À quên em gái anh Đạt nhầm. Phải đặt villa. Đây thôi chỉ là cái tên. Gì? Cùng tìm Vân gia đình Vân Lan các bạn nhớ gì? Mình không có nhớ tên à, chuẩn bị à. Mày đừng ôm mèo tao tao béo. Đi máy nào. Ai sụp vầy bánh. Bắn tim cái nào, bắn tim cái nào. Đẩy bánh. Nhanh đi, Hoàng nó té địch bây giờ. Sợ ma. Tôi vui chưa? Em vui quá vui. Quay mình. Rồi, cảm ơn cho anh Tuyền Lan mời các bạn kiểm diễn viên như Phương Nguyễn thành công trong cuộc sống. Ai đấy? Ta đừng yêu anh. FC nào đây? Vâng. Các bạn đâu ạ? Nhanh lên tranh thủ hả? Tôi khẳng trương các bạn mà tổ chức ở FC miền Bắc à. Ai? Ôi dồi ôi. Tí thì giờ.
con lên. Chào cả mọi người, em đại diện Kép Xe Đà Nẵng. Chúc anh Đạt cũng như anh Khôi sinh nhật vui vẻ. Chúc hai anh với chúc em một đời an yên, luôn thành công trong công việc và cũng như là những gì mà hai anh đã làm được. Kép Xe Đà Nẵng, chúng em sẽ mãi đứng phía sau ủng hộ và gửi ngàn lời yêu thương. Love you. Chị biết nhà Đạt có hai ông anh mẹ này không nào? Không anh cho tôi. Coi các bạn nào hỗ trợ trong cái team bạn miền Bắc mà tổ chức cái buổi họp fan ngày hôm nay á. Đi là các bạn kiểm viên đâu ạ? Hồng mà anh đồ các bạn. Đi. Hồng anh đồ đâu? Đi. Này đi gầm được cái này. Ở bên này, Hồng Anh chỉ gọi em mà quá muộn rồi Hồng Anh ơi. Hỏi này tao đã liền quý. Cho chị Phương, cho chị Thảo xuống kia. Bé chị Thảo. Ê kia kia chị Thảo. Chào mừng tháng 5, tôi chúc cho anh Khôi và anh Đạt có một ngày sinh nhật hoặc là vui vẻ, ít nghĩa và hạnh phúc. Nhiều sự may mắn, tuổi mới, thành công hơn trong mong ngày sinh nhật của mình. Thực hiện được mọi ước của mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì em mong hai anh hãy luôn được thật tươi, chỉ có gia đình Villa luôn bên cạnh và yêu thương các anh. Chúc mừng sinh nhật. Sao nói nhanh đấy? Tu à? Cũng đánh. Xin mời idol chúc mừng sinh nhật dạng năm mới đây. Idol của dân xin phú thọ lên sân khấu. Idol nhân công tử lên sân khấu để chụp ảnh cùng với anh Đạt. Xin giới thiệu idol 53 tuổi lên sân khấu nốt. Hello cậu, em đã chỉ nhớ xin lỗi năm cậu có một sinh nhật vui vẻ. Chúc cô thính mới cậu thành công. Idol hôn clip đó. Goodbye. Bye bye nha. Bye bye mọi người ơi. Bye bye. Anh thôi không bye nữa. Anh nhiều lại anh nhiều mắt xem đi không bye. Gọi anh Khôi. Mạnh. Anh Khôi ơi không nhìn thấy mặt.
Nhà mình cũng có tiền mà tiền, nhưng mà tiền toàn tiền lẻ. Anh xin lại cười lên em một miếng. Anh đủ xinh lúc đi cây mạnh thế mà. Mày về còn đang lại đang của mày. 1, 2 OK. Đi về đi, đi một về đi. Anh cô bé ai đi ngồi yên. Chỉ có Ninh Hồng Anh. Trường Tuấn Thức còn làm nữa nhỉ? Trường, hai thằng Trường, mấy thằng Trường dưới đất này về tận đấy, lấy vợ rồi mà vẫn còn thẹn à? Đang coi không nhá, lại con này còn để đùa, lại cả ông Tuấn nữa, mấy thằng Trường dưới đất đây đây, lại để tao phải gọi nữa à? 5 triệu cho hai thằng kia nhá, hai thằng là 10 triệu. Cái thằng trái tim kia mấy triệu? Riêng bao nhiêu tên là 20 triệu. Nhanh lên, mấy anh em mình đây chụp đây không? Tám tám kia đây. Mời em nhanh ạ. Mời anh ấy nhỉ. Mời anh ấy nhỉ. Riêng lại 10 triệu không hỏi gì. Những bạn mà bị đọc tên đấy thì vui lòng chuyển khoản cho ngày hôm nay nhá. Linh kia. Nhanh lên, đừng giỡn, mệt quá. Riêng mày chả nhẽ mất hết được thời gian. Anh Hưng nữa. Đi lên đường thú nhé. Đi lên, đi lên đây. Mời chị Thúy bán xu giá rẻ lắm. Mọi người, mọi người chưa đi về hả? Mọi người làm gì nữa? Đây ơi! Hả? Đây ơi! Mà mấy cái con này, mấy con là thôi. Trời ơi! Mấy cái con FC Hà Nội có phượng ma nghe em. Có hai cái con này ở trong cái book thôi. Chứ còn lại đâu có ai hả? Xong chưa? Chị bán hết xong chưa? Chưa, còn anh nữa, chụp ảnh thờ nữa anh ra lên anh chụp con này. Trước khi tao là mày đọc quang mày trước á. Mày là anh em. Ok. Đây là máy để áo phong thủy nha. Chỉnh ba áp là đẹp. Anh áp. Ôi trời ơi.
Ok. Anh Khôi bảo tao mệt. Anh Khôi bảo là tao quá mệt. Cứ dịch lại gần tí thôi sao, tao to này. Anh nghĩ rồi. Chỉ biết bảo là gần lại đi. Ok. Thương chưa chủ kia. Xong chưa? Tất cả. Ok. Tất cả hết. MC ơi. Mong là người nó chung khổ lắm. Đẹp vào. Cười đi thôi. Em bảo mẹ mày. Quay đi. Đúng không? Like đi cái đít. Đẹp luôn. Em ở đây. Bên này này. Ôi. Rồi em không dậy à? Vừa vừa thôi. Nào cho con bé này. Đấy. Chứ không mở được thì không sao đâu. Có bọn em nhẹ nhàng thôi. Rồi rồi rồi. Bọn em nhẹ nhàng thôi em dậy nhá. Một lúc nữa không về. Sao anh cắt góc máy đi em chỉ có luôn rồi. Cứ gọi nhẹ nhàng rồi em dậy. Ai đi luôn mà. Nam tiết cá đi. Ủa?